Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mây dông đã phát triển mạnh ở Bắc Trung Bộ vào buổi sáng. Đến chiều thì đến lượt Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, mây dông cũng đã phát triển và gây mưa kèm theo sấm sét. Dự báo là chiều mai thì mây dông sẽ tiếp tục gây mưa ở đây. Thế còn trước đó thì trời nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Trời nóng vào buổi trưa. Bắc Trung Bộ ngày mai trời tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ tại Thanh Hóa, Vinh hay là Hà Tĩnh khoảng 32 đến 33 độ. Nóng nhất trên cả nước là thời tiết ở Bắc Bộ. Nắng nóng 35-36 độ sẽ xảy ra ở Hà Giang, Yên Bái, thủ đô Hà Nội, Hòa Bình hay là Ninh Bình. Quý vị khi mà vui chơi ngoài trời ngày nghỉ lễ thì lưu ý là nên bổ sung nước và có các biện pháp chống nắng, chống nóng. Với Tây Nguyên và Nam Bộ thì các kế hoạch vui chơi ngoài trời của mọi người trong chiều ngày mai sẽ có đôi chút ảnh hưởng do dự báo là trời sẽ chuyển mưa dông. Khu vực Nam Bộ thì có thể xuất hiện cả những nơi mưa to với lượng mưa vượt 25mm tương ứng với vùng màu xanh đậm này, nguy cơ kèm theo cả sấm sét và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông cũng được đưa ra ở vùng biển phía Nam từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, Kiên Giang ra ngoài khơi quanh huyện đảo Trường Sa để phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Huyện đảo Hoàng Sa thì trời ít mưa, có nắng, gió khoảng từ cấp 4 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trên cả nước vào ngày mai.